Mọi người có vui không ạ? Ngoài trăng tròn quá nhỉ? Thế còn những gì em để quên nhà tôi? Tôi để quên nhà em, ta để quên nhà nhau sau ba lần về trời. Nào, thế mình không còn tiếc gì nữa thì thôi. Sao mình không vẫn vương, nếu mình không nhớ thương, nếu mình ai thì thôi. Nhưng em cứ qua, nếu em muốn qua, nếu em muốn qua, cứ qua đi. Tôi vẫn lẽ vẫn chưa có gì khác đâu. Và tôi sẽ qua, nếu em muốn tôi ghé qua, chắc tôi sẽ qua. Cho nhà anh nghe đi ạ. Nghe này nghe này, ở thế mình không để quên gì nữa thật sao? Đúng rồi đấy. Thế là hết rồi sao? Xem lại kỹ xem nào, xem lại trước khi chào. Và nếu mình không còn quên gì nữa thì thôi. Không phải qua nhà tôi, không còn gì tiếc nuối, coi như là lần cuối. Nhưng em cứ qua, nếu em muốn qua, nếu em muốn qua, cứ qua đi. Tôi vẫn đây, vẫn chưa có gì khác đâu. Xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu nhé em. Xin nói ra nếu tôi ở lại. Xin đuổi tôi về các bạn ơi. Hai ba năm. Bọn mình đều không biết kết bài đánh như nào. Vừa rồi là cách kết ạ. Vâng, nói chung là chốt thế. Cảm ơn các bạn đã tham gia với bọn mình.